Chào bạn, tên tôi là Nguyễn Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24h.com. Chúc mừng với những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Và như video hôm trước thì Bá Ngọc đã giới thiệu tổng quan về dòng sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em, công dụng cũng như là cách sử dụng sản phẩm làm sao cho hiệu quả nhất. Và ngay sau đó thì chúng tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi từ phía khách hàng. Chúng tôi mua sản phẩm này ở đâu để mua được dòng sản phẩm chính hãng, đảm bảo về chất lượng cũng như là đúng với giá trị thật của nó. Như các bạn cũng biết thì ngày hôm nay ở trên thị trường thì có rất nhiều những cái kênh phân phối từ online đến offline, những cửa hàng lớn rồi những cửa hàng nhỏ, và có rất nhiều những cái mức giá chênh lệch nhau rất là nhiều, từ vài trăm ngàn thậm chí đến cả triệu đồng, dẫn đến cái sự hoang mang của phía khách hàng. Và liệu tôi bỏ một cái số tiền lớn đã phải là mua được dòng sản phẩm chính hãng và đúng chất lượng chưa, hay là tôi bỏ một số tiền nhỏ đã phải mua hàng trôi nổi hay không? Thì để giúp quý vị và các bạn có thể mua được dòng sản phẩm chính hãng thì ngày hôm nay Bá Ngọc sẽ chia sẻ một vài những kinh nghiệm để có thể giúp cho các bạn có thể mua được dòng sản phẩm chất lượng và đúng với giá trị thật của nó. Và trước khi mua một dòng sản phẩm thì các bạn cần quan tâm một vài những cái đặc điểm sau. Đặc điểm thứ nhất thì các bạn tìm đến những cửa hàng họ chuyên phân phối những dòng sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em, hoặc là những cái sản phẩm khác mà chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc, có địa chỉ rất là rõ ràng, và đặc biệt là có rất nhiều những cái phản ánh tích cực từ phía khách hàng. Và trên hết thì họ có những cái đội ngũ chuyên gia sẽ giải đáp những cái thắc mắc, hay là trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm mà các bạn gặp phải thì họ sẵn sàng, thì chúng ta biết tìm ai và để giải đáp những cái thắc mắc đó. Và cùng với đó thì họ sẽ đồng hành cùng với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Và đặc biệt nữa thì họ có những cam kết rất là rõ ràng, ví dụ như là nếu gặp phải hàng nhái hàng giả thì sẽ như thế nào, hay là có được đổi trả hàng hay không. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo trang Korea Shop 24h.com. chúng tôi với tiêu chí chất lượng là uy tín thì chúng tôi luôn làm việc, chúng tôi luôn hợp tác với những đối tác hàng đầu của đất nước Hàn Quốc, cung cấp những dòng sản phẩm chính hãng và chất lượng nhất đến với tay người tiêu dùng. Và đặc biệt nữa thì chúng tôi có chính sách đó là trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm thì chúng tôi cam kết nếu quý vị và các bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền 100%. Hơn thế nữa, khi nhận sản phẩm các bạn yêu cầu xem kỹ về sản phẩm trước khi trả tiền. Cùng với đó là trong 7 ngày nếu các bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng sản phẩm thì chúng tôi sẽ đổi trả hàng cho các bạn. Đặc biệt hơn hết thì chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên gia giải đáp tất cả những thắc mắc của quý khách hàng, cũng như đồng hành cùng quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng để làm sao đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu quý vị và các bạn quan tâm về sản phẩm cũng như là cách mua hàng ở đâu thì các bạn hãy kéo xuống đường link ở phía dưới phần mô tả của video này, kích vào đường link koreashop24h.com để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là cách mua hàng như thế nào. Hoặc các bạn có thể gọi đến số hotline 0904 363 985 để chúng tôi tư vấn trực tiếp cũng như giải đáp tất cả những cái thắc mắc và những câu hỏi của quý khách hàng quan tâm về sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em cũng như những dòng sản phẩm khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video lần sau.